Hey hey hey, chào buổi tối tất cả quý khán giả trên kênh Trọng Tài Online. Quý vị và các bạn đang chờ đợi thông tin gì nhiều nhất? Có phải là huấn luyện viên nào sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sắp tới đúng không? Hay là chúng ta chờ đợi một thông tin gì từ đội U23 Việt Nam? Mình nghĩ rằng cái đội U23 Việt Nam lần này Tại sao không được nhiều sự chờ đợi kỳ vọng của người hâm mộ Bởi vì sao? Bởi vì họ hầu hết là những cầu thủ trẻ Chưa có ghi một cái dấu ấn nào rõ nét Bằng cái lứa cựu binh ở U23 Thường Châu Cái giải Asian Cup đó Vì vậy mà những cái thông tin liên quan tới U23 Quý vị có để ý rằng nó không thực sự nóng đúng không? Cho đến khi họ làm rạng danh nền bóng đá Việt Nam Chúng ta cùng với ông huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì lúc đó chúng ta mới so sánh đối chiếu giữa U23 Thường Châu và U23 ở Qatar xem thử là cái lứa nào sẽ hơn cái lứa nào. Nhưng mà chắc chắn cái lứa U23 lần này không thể nào bằng cái lứa U23 ở Thường Châu được. Chúng ta phải thừa nhận như vậy. Nhưng ít nhiều gì, người hâm mộ vẫn tin tưởng rằng ông Hoàng Anh Tuấn sẽ làm nên chuyện ở Qatar. Và mới đây nhất thì trong một cái buổi phỏng vấn thì ông Hoàng Anh Tuấn ông thừa nhận rằng Khoan hãy bàn tới cái chuyện gọi là đi Olympic Paris mà quan trọng là với đủ đội đội hình U23 lần này đó làm được cái gì ở ở U23 vòng chung kết U23 châu Á rồi đã. Chúng ta có những đối thủ là Malaysia và Kuwait là những đối thủ được đánh giá là ngang tầm. À, còn à, Uzbekistan thì có thể trên chúng ta một tí xíu. Như vậy thì thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn phải ít nhất là phải đứng nhì bảng hoặc là nếu tốt hết là đứng nhật bản đó còn bây giờ trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện báo trung quốc họ vừa đưa ra một cái cảnh báo cảnh báo này trong ngoặc kép mà cái cảnh báo này đó là nói về việt nam à, vff nền bóng đá việt nam nếu như không khéo có thể sẽ lặp lại vết sẽ đổ lần thứ hai có nghĩa là có thể sẽ tuyển dụng trúng một ông philip jose thứ hai nhưng mình nghĩ điều này rất khó xảy ra mặc dù là báo trung quốc họ thích thì họ bình luận và chúng ta hãy xem họ cho ai đó là huấn luyện viên jose thứ hai mời quý vị xem nha à, báo trung quốc bình luận về huấn luyện viên danh tiếng nộp đơn dẫn dắt đội tuyển việt nam à, nghe huấn luyện viên danh tiếng thì trong đó có à, hàn quốc và nhật bản à, rồi ý rồi một ông Tây Ban Nha nhưng mà huấn luyện viên danh tiếng thì quý vị liên tưởng đến ông ta ông ông người Ý rồi đúng không như vậy ông người Ý này là như thế nào chúng ta hãy nghe một tờ báo Trung Quốc nói nè tờ 163 Trung Quốc đã đưa ra đánh giá và các huấn luyện viên danh tiếng nộp đơn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay thế ông Jose huấn luyện viên Jose đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi thua 0-3 trước Indo Bình luận về điều này, tờ 163 viết việc chấm dứt hợp đồng với ông Jose đồng nghĩa với con đường châu Âu mà VFF lựa chọn đã hoàn toàn thất bại. Có nghĩa là chọn huấn luyện viên châu Âu đã hoàn toàn thất bại. Ở giai đoạn khi ông Bảo Đức còn dẫn dắt, thì ông cũng đã có quân sư rằng không nên chọn huấn luyện viên Tây mà phải chọn huấn luyện viên châu Á hoặc là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc. Nhưng đáng tiếc lúc đó chúng ta khát vọng nâng tầm nó quá nhiều để rồi phải thuê một ông huấn luyện viên tay về không phải là tay cái gì cũng tốt đâu quý vị Đó, chúng ta cần phải biết không phải tay cái gì cũng tốt đâu Thể, kể cả bây giờ nếu như đói nói đi xuất khẩu lao động thì đi hàn quốc vẫn ok hơn đi nhật hồi xưa là người ta chọn nhưng mà nhật là đồng yên rất giá bây giờ chọn đi hàn quốc hoặc là đi, đi úc nó vẫn ok nhất còn đi tây á bây giờ người ta không chọn đi tây nữa quý vị Huấn luyện viên Jose đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với à, VFF Công cuộc tìm người lấp vào khoảng trống ông bác Hangso để lại vẫn còn gian nan với bóng đá Việt Nam Chúng ta để ý một điều nha Ông Philip Jose là một huấn luyện viên lấp vào chỗ trống của ông bác Hangso Như vậy cái ông sắp tới đó không phải là để lấp vào chỗ trống của ông Philip Jose Mà nó vẫn là lấp vào chỗ trống hậu Hậu ai? Hậu không phải hậu Trô Mà hậu bác Hang Sô Bây giờ chúng ta thực tế là đang đi tìm một ông huấn luyện viên Để thay thế cho ông bác Hang Sô Chứ không phải là thay thế cho ông Philip Trô Nói một cách trắng trợn và, và và sâu sắc đó là phải tìm người thay thế ông bác Hang Sô Bởi vì sao? Cái mục, cái mục tiêu chúng ta là phải đưa nền bóng đá Ít nhất là đi ngang giống như ông Trô Ông bác Hang Sô hoặc là đi cao hơn vì vậy trong việc chọn huấn luyện viên thì ông huấn luyện viên đó ít nhất phải ngang tầm với ông Park Hang-seo hoặc là nhiều hơn nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết là mục tiêu của chúng ta là gì cái mục tiêu của nền bóng đá Việt Nam chúng ta trong thời gian tới ngắn hạn trung hạn dài hạn là cái gì thì từ đó mới đưa ra được cách chọn ông huấn luyện viên phù hợp ví dụ bây giờ nếu như mục tiêu của chúng ta chỉ cần vô địch aff cup thì nhiều người cho rằng ông huấn luyện viên nội vẫn có thể đưa đội bóng Việt Nam của chúng ta vô địch AFF Cup Quý vị nghĩ điều này có khả thi không? <laughs> mình nghĩ là có khả năng nó vừa sức Nó vừa sức cho một huấn luyện viên nội Hoặc là một huấn luyện viên ngoại Mà huấn luyện viên ngoại này đang dẫn dắt các cấp độ câu lạc bộ ở giải V-League Ví dụ Kia Nhưng mà mình chắc chắn rằng Kia Ti sẽ không không dẫn dắt đâu Bởi vì ổng sẽ không muốn đối đầu với đội Thái Lan <laughs> Như vậy thì để vô địch AFF Cup thôi đó thì không nhất thiết phải tuyển một huấn luyện viên uh, đẳng cấp cao hơn ông Park Hang-seo Đó là mục tiêu, nó phù hợp với ông huấn luyện viên Nhưng mà mục tiêu của chúng ta là hướng đến các vòng loại quân cấp kỳ sâu Thì chắc chắn phải chọn một ông huấn luyện viên cao cấp hơn, trình độ cao hơn kể cả ông Park Hang-seo Hoặc ít nhất là ngang tầm với ông Như vậy cái ông uh, Dona Doni này nè, báo Trung Quốc họ nói cái gì Chính vì lẽ đó, tờ 163 lo ngại huấn luyện viên người Italia Roberto Donadoni có thể đi vào vết xe đổ của huấn luyện viên Jose nếu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tại sao họ đánh giá như vậy? Tờ báo Trung Quốc bình luận, huấn luyện viên Donadoni từng dẫn dắt tuyển Ilet Italia và hàng loạt câu lạc bộ danh tiếng ở đất nước hình ủng như Napoli, Parma và Bologna. Bên cạnh đó, ông từng có thời gian làm việc ở câu lạc bộ thâm quyến. Rồi, một điểm chung nè nha Ông Jose từng dẫn dắt Senzen Ông Donadoni từng dẫn dắt câu lạc bộ thâm quyến Cũng giống như ông Jose Huấn luyện viên Donadoni bị chỉ trích rất nặng nề Vì và thường xuyên chế diễu Bị chế diễu Khi làm việc ở Trung Quốc Ông có khả năng đi vào vết xe đổ của huấn luyện viên Jose Khi nhận công việc ở Đông Nam Á Rồi như vậy là Mình nghĩ rằng ông này Nên bị loại ra khỏi danh sách Huấn luyện viên người Ý bữa giờ là quý vị thấy danh sách được đưa ra nhưng thực tế đó là do báo chí dựng lên rồi cộng với à, các kênh youtube nói thẳng là câu view đẩy qua đẩy lại chứ thật ra vff họ chưa lên tiếng mà vff chưa hề thừa nhận là họ đang nhận đơn của ai mà tất cả là do báo chí truyền thông đưa rồi các kênh fanpage facebook tiktok họ đưa thêm chứ nói thẳng là cho tới thời điểm này vff vẫn chưa hề nói gì về cái danh sách huấn luyện viên Họ cũng chưa nói là đã nhận đơn của ai Đó, à, Vẫn còn đang xem xét Nhưng mà đơn gửi đi thì chúng ta chưa thấy VFF nói Đó. À. Tờ báo Trung Quốc cũng đánh giá ông Akira Nishino Cũng không phù hợp với cái nóng của đội tuyển Việt Nam Bất chấp trong quá khứ ông từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tham dự quân cấp Ông Akira Nishino đó đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đối đầu với Việt Nam của ông Bác Hang Sô Nhưng thành tích của voi chiến ở thời điểm này trước đội tuyển Việt Nam không tốt Rõ ràng dưới thời uh, ông uh, ông Akira Nishino đó thì Thái Lan gần như đá một uh, gần như là dưới cơ của ông Park Hang-seo <laughs> có hai trận một hai trận đều hòa hết tức là không thắng được chúng ta nhưng thực chất là Thái Lan thua vì vậy mà sau đó ông Nishino bị sa thải cho nên cũng có nhiều người hâm mộ cho rằng ông Nishino đã từng dẫn dắt đội tuyển thất là Thái Lan và đá không thể vượt qua được Việt Nam <laughs> Thế thì bây giờ tuyển ông Nishino nữa để làm cái gì? Họ nói cũng có lý đó quý vị, họ nói cũng có lý. Báo giới Thái Lan từng chỉ trích ông Nishino không phù hợp để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Bình luận về ông Bokin, đội tuyển Thái Lan chỉ khởi sắc trước tuyển Việt Nam khi dẫn dắt bởi ông Mano Bokin. Thế nhưng ông Bokin khá đuối khi bước ra đấu trường châu Lục. Ông đã bị Madaman sa thải sau trận thua trên sân nhà trước Trung Quốc. Tờ 163 bình luận về các huấn luyện viên còn lại. À... Có ba huấn luyện viên từng làm việc ở Hàn Quốc nộp đơn ứng cử trong đợt này là Kim Sang Sik. Ông Kim Sang Sik này mình nghĩ cũng chưa đủ tầm. Kim Sang Sik chưa đủ tầm. Ông ấy năm nay 47 tuổi. Ông Kim Do Hun. Kim Do Hun, ông Kim Sang Sik và Kim Do Hun thì nói thiệt thì chúng ta vẫn chưa thật sự uh, gọi là biết nhiều về hai người này. Và Luzma Hernandez người Tây Ban Nha. Trong đó ông Kim Do Hun từng vô địch AFC Champions League cùng Ulsan Hyundai và có kinh nghiệm làm việc ở Đông Nam Á khi dẫn dắt câu lạc bộ Lion City Sailor của Singapore. Như vậy thì trong ba ông Kim Sân Sích, Kim Do Hun và Luzma Hernandez thì mình nghĩ rằng có thể loại ra hai ông Kim Sân Sích và ông Luzma Hernandez. Còn lại đó là ông Kim Do Hun. ông Kim Do Hun này đó nếu như mà ông trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì sẽ có một cái lợi thế là bởi vì sao? Ông Park Hang-seo có thể sẽ trở thành cố vấn cho vff cố vấn cho đội tuyển quốc gia việt nam tất nghĩa là ông kim du hun làm huấn luyện viên trưởng phía sau có ông bác hang so cố vấn nếu như điều này xảy ra thì mình nghĩ rằng điều nó sẽ rất là tuyệt vời bởi vì sao ông kim du hun sẽ được sự cố vấn của ông bác hang so. từ đó ông kim du hun sẽ phát huy tối đa cái năng lực của ông khi dẫn dắt đội tuyển việt nam nhưng việc này cũng là do bàn luận của chúng ta thôi còn vấn đề là bây giờ xin nhắc lại VFF vừa có một cái hợp đồng mới Đó là nhà tài trợ đến từ Nhật Bản Công ty Roto Mentalitum Như vậy thì uh, như mình đã nói trong video trước Chúng ta ưu tiên chọn một ông huấn luyện viên người Nhật Bản Sẽ tốt hơn uh, Mặc dù ông Bác hang Sô -so vẫn còn đó Nhưng mà chúng ta đừng quên Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc hiện tại vẫn còn đưa ông Bác hang Sô -so nằm trong danh sách có thể trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc. Ông huấn luyện viên tạm thời đang dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đó vừa thắng Thái Lan 3-0 và hòa một trận trên sân nhà. Ông vẫn là huấn luyện viên tạm quyền thôi, chưa phải là huấn luyện viên trưởng. Vì vậy, ông Park Hang-seo có thể bất cứ lúc nào được mời gọi trở lại dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Nhưng mà theo như mình suy đoán thì xác suất gần như rất, rất 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 thấp. Và ông Park Hang-seo có thể vẫn tiếp tục giữ chức đó là cố vấn câu lạc bộ bắc ninh và mở ra cái học viện bóng đá bác hang sô như vậy nó sẽ lành nó sẽ lành cho ông bác hang sô và từ đó có thể vff sẽ dòm ngó rằng à, nếu như giả sử có một ông huấn luyện viên người hàn quốc nào đó vừa tầm trở thành huấn luyện viên trưởng thì phía sau còn có ông bác hang sô điều đó sẽ rất tốt tờ báo của trung quốc dự đoán vff có khả năng ưu tiên các huấn luyện viên từ nhật bản và hàn quốc họ cũng đánh giá đội tuyển việt nam cần các cái nhìn về vấn đề nhập tịch cầu thủ chính sách đào tạo trẻ của Việt Nam không còn lợi thế so với các đối thủ Đông Nam Á Điều này phải nhìn nhận lại nha Chúng ta đang bị thua kém các quốc gia khác về vấn đề chính sách đào tạo trẻ Quý vị hãy nhớ lại đi Dưới thời của ông Bầu Đức Thì thế hệ các cầu thủ trẻ trước đó nữa ở Hoàng Anh, Gia Lai, Arsenal và quý vị vừa rồi có thấy là ông Hòa, ông Bầu Đức ông lại ông kể lại cái 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 giai đoạn 20 năm để phát triển câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và phát triển bóng đá cho việt nam đào tạo các lứa cầu thủ trẻ không? ông phải ăn dầm nằm về bên thái lúc đó bị người thái xem thường để làm sao mời bằng được rico đó là ông kia tây sút về làm huấn luyện viên ở bên hoàng anh gia lai rồi ông phải bay qua luân đôn ông ăn dầm nằm về bên đó cũng bị nhiều người xem thường để mời bằng được một cái ông ở câu lạc bộ arsenal về làm bên kỹ thuật à, tư vấn để phát triển học viện bóng đá hoàng anh gia lai và đó là một cái sự hy sinh rất lớn mang tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn để rồi tạo ra một lứa cựu binh cực kỳ xuất sắc cho nền bóng đá việt nam còn bây giờ chính sách đào tạo trẻ của việt nam chúng ta liệu nó còn giống như trước đó hay không chúng ta phải nhìn nhận cái này một cách thẳng thắn để từ đó biết rằng cái lợi thế và cái cái cái, cái sức mạnh à, cái điểm mạnh và điểm yếu chúng ta ở đâu bây giờ hầu hết các đội bóng họ vừa tập trung đào tạo trẻ họ vừa nhập tịch có nghĩa là họ đi song song Còn chúng ta là bây giờ chúng ta đang đào tạo trẻ mạnh Hay là chúng ta nhập tịch mạnh à, Liệu chúng ta có thể đi song song hai cái được không Vừa đào tạo trẻ chất lượng nâng lên Vừa nhập tịch Nếu làm được điều đó thì quá tốt Còn không chắc chắn nó sẽ hỏng một chân Có nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn còn đang hơi Hơi gọi là gì? dè chừng Thận trọng Trong chuyện nhập tịch Bởi vì sao À, cũng phải thôi quý vị bởi vì từ ngàn xưa tới nay những cái gì nó là thuộc cái văn hóa ngoại lai á, nó chung chung á. chúng ta là ít khi muốn hòa tan lắm chỉ muốn hòa nhập thôi và bây giờ không còn ai nghe cái thuật ngữ hòa tan chứ không hòa nhập hết nghe rồi đúng không hết nghe cái từ đó rồi bởi vì trong giai đoạn hiện tại cái từ đó nó không còn phù hợp nữa đừng có nói hòa tan hay hòa nhập mà chúng ta phải tính đến phương án nhập tịch Chẳng phải nhập tịch bởi vì sao lào cũng đã nhập tịch campuchia cũng đã nhập tịch và hầu hết các đội bóng đông nam á đều đi theo chính sách nhập tịch chỉ riêng thái lan bởi vì thái lan họ có những cầu thủ chất lượng quá tốt thái lít của họ quá tốt như vậy thì nếu như chúng ta không muốn nhập tịch thì chúng ta phải đào tạo vi lít làm sao phải ngang tầm với bóng đá thái lan chí ít là thái lan ngang tầm với k lít hàn quốc thì khó nhưng mà chúng ta phải ngang tầm được với Thái Lan Thì từ đó chúng ta mới hạn chế một cách tối đa vấn đề nhập tịch Còn bây giờ chúng ta hãy nhìn đi Nếu như chúng ta chậm chạp trong vấn đề nhập tịch Có thể trong tương lai không xa Ở những cái cấp như là SEA Games Hoặc là AFF Cup tới đây có thể chúng ta sẽ khá là bất ngờ với những cầu thủ nhập tịch đến từ các quốc gia như là Pháp, châu Âu họ nhập tịch vào các đội bóng mà chúng ta cũng bất ngờ luôn như là lào campuchia philippines thì họ, chuyện họ nhập tịch là chúng ta dễ hiểu rồi bởi vì sao người philippines họ kết hôn với người châu âu châu mỹ nam mỹ rất là nhiều còn lào campuchia và việt nam nói chung thì trong đó mình nghĩ rằng cái lứa cầu thủ mà nhập tịch đó ở việt nam chúng ta vẫn nhỉnh hơn so với lào và campuchia thời điểm đó là À, ba nước đông dương là đều bị pháp đô hộ đúng không thực dân pháp thì lào đã nhập tịch một cầu thủ từ pháp campuchia là nhập tịch cầu thủ ở hình như là ở đâu nam mỹ đó. tí xíu mình sẽ chiếu vị xem như vậy bài toán nhập tịch là bắt buộc phải diễn ra tại vì bây giờ nhìn qua cái chất lượng đào tạo trẻ chúng ta không thể bằng cái cái thời kỳ của ông bầu đức được phải thừa nhận việc đó để rồi chúng ta phải nhanh chóng tiến hành chính sách nhập tịch và bây giờ chúng ta hãy xem một trong những cầu thủ được kỳ vọng là nhập quốc tịch Việt Nam là cầu thủ nào đó là cầu thủ Rafeson, à, người Brazil đây là một trong những cái chân sút cực kỳ xuất sắc ở cấp độ câu lạc bộ ở các uh, giải đấu ở V-League và ai cũng thừa nhận đây là cầu thủ ghi bàn rất bén à, và anh này đã có một thời gian cống hiến ở Việt Nam chúng ta là hơn 4 năm rồi như vậy chỉ còn gần một năm nữa thì anh ấy sẽ chính thức là đủ điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam. Chuyện gì xảy ra nếu như trong đội hình của đội tuyển quốc gia chúng ta có một cầu thủ Việt Nam gốc Brazil. Bây giờ chúng ta đừng có nặng cái chuyện là anh ủa anh này có dòng máu người Việt không? Có một nửa cha hoặc là mẹ người Việt không? Đừng quan trọng việc đó nữa. Mà chúng ta đang nhập tịch ngoại binh. Nhập tịch một ngoại binh chứ không phải nhập tịch một Việt kiều nha. Chúng ta lưu ý nha. Việt Kiều giống như Philip Nguyễn Đặng Văn Lâm là chúng ta đã nhập tịch rồi Còn bây giờ chúng ta nhập tịch một ngoại binh gốc 100% từ Brazil Và trong đội hình sẽ có một tiền đạo hoặc là một tiền vệ rất bén Thì quý vị nghĩ đi Lúc này chúng ta có thể là so sánh với các đội bóng ở châu Á khác được chưa? Quá được Bởi vì sao? Chúng ta chỉ cần một hai tiền đạo, một hai tiền vệ bén Cộng với một cái dàn hậu vệ Thủ môn thì chúng ta đã có Philip Nguyễn Văn Lâm rồi Bây giờ tiền đạo đã có Mình nghĩ rằng nếu nhập tịch tiếp theo Chúng ta phải cần một hậu vệ Thật là cứng <laughs> Hậu vệ nữa thật cứng Nhưng mà nói tới đây thì nhiều người nói là Nếu mà nhập tịch hoài vậy thì Cầu thủ nội địa không có cơ hội Không có đất dụng võ Xin thưa Cái đó chúng ta nói ở giải V-League được Còn lên đội tuyển quốc gia Trong cái xu thế bây giờ là phải nhập tịch không còn gì khác tại vì sao tại vì cái gốc cái vóc dáng và cái thể hình của người việt nam nói, nói riêng và của toàn đội các đội đông nam á này nói chung sẽ rất khó cho dù mười ba chục năm nữa rất khó để có thể nâng cái thể lực ngang bằng các đội tuyển ở châu âu khó lắm quý vị tại vì đây là không biết sao ông trời em sinh ra không biết sao người châu á lại nhỏ con hơn người châu âu mà đôi khi người châu âu lại nhỏ con hơn người châu mỹ ví dụ vậy đó Chúng ta phải phải chấp nhận cái việc đó thôi Tạo hóa sinh ra vậy rồi Bây giờ chúng ta muốn cải thiện giống nòi Thì bao nhiêu năm nữa Chúng ta mới phát triển chiều cao trung bình được khoảng 1m75 1m8 Và con nặng ít nhất phải là 80kg Khó lắm quý vị Lâu lắm Nhật Bản họ đi trước chúng ta họ đã làm rồi Họ nhỉnh hơn chúng ta một xíu về thể hình à, Bây giờ họ là ngang bằng với các đội bóng châu Âu rồi Nhưng mà chúng ta đi theo Nhật Bản bao bao năm nữa mới được đó như vậy thì một trong những cầu thủ có khả năng nhập tịch Việt Nam Ngoại binh đó là Raferson, cầu thủ người Brazil Không khéo là có cầu thủ Brazil thì chúng ta mời đội bóng Brazil và đáo giao hữu cũng được đó nha Tại vì lúc này họ thấy có đồng đội của họ ở đây Người Brazil Mời nay về đá để mà chúng ta lên chân lên cẳng cũng được á Không đùa đâu Hoặc là chỉ ít mời một câu lạc bộ nào đó ở Brazil về đá Cũng được Hay mà rồi bây giờ chúng ta hãy xem Lào họ nhập tịch cầu thủ nào <laughs> Lào hả Đây là cầu thủ nhập tịch của Lào nè Nhưng mà cầu thủ này đã từng đá ở giải AFF Cup 2022 với Việt Nam chúng ta rồi Không thực sự nổi trội Cầu thủ này nè à, Billy Cắt Keo Phôn Phôn Đó, Billy Cắt Keo Phôn Phôn này Là cầu thủ nhập tịch à, Người Pháp gốc Lào à, Tức là đây không phải là cầu thủ ngoại binh mà là có cha hoặc là mẹ người là người Lào Đấy nhưng mà cầu thủ này không thực sự bén lắm Sau khi thi đấu cho đội tuyển Lào à, sau quá trình nhập tịch đó Thì anh ấy thất nghiệp có nghĩa là rất là nhiều trận nhưng vẫn không ghi được bàn nào Và cũng không thực sự tỏa sáng ở các cái pha gọi là kiến tạo Thậm chí là ghi bàn cũng chả có à, Cho nên không phải cứ nhập tịch là ngon đâu nha Còn bên đội Indo thì chúng ta biết rằng trước cái vòng loại world cup 2026 đội tuyển campuchia à, xin lỗi à, đội tuyển campuchia chứ không phải indo campuchia lại nhập tịch cầu thủ và đây tính là cầu thủ mà campuchia đã nhập tịch cầu thủ rivat baga à, đang khoác áo bali united à, theo đó campuchia vừa nhập tịch thành công rivat baga liên đoàn bóng đá campuchia đã xác nhận thông tin này và khẳng định rivat baga sẽ mau chóng tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại world cup 2026 Ủa Uh, hình như là Campuchia họ lỗi chưa ta? Mình chưa theo dõi cái vòng cái cái bản đấu mà có Campuchia tại vì chúng ta chỉ tập trung theo dõi bản đấu của Việt Nam thôi. Cầu thủ này sinh năm 1992 tại Cameroon. Anh gắn bó với bóng đá Đông Nam Á tròn 10 năm và điểm dừng chân đầu tiên anh chọn đó là Campuchia. À, Cameroon nha. Chúng ta thấy chưa? Cameroon nha. Mà bây giờ chúng ta chậm chạp trong vấn đề nhập tịch. Là coi chừng à, Campuchia nó qua mặt đó nha Không có đùa đâu Nếu như Cameroon mà nhập tịch khoảng chừng 4 cầu thủ thôi Là cái đội hình chúng ta sẽ lũng củng ngay Bởi vì có những chân sút bên Cameroon rất bén Và nói về thể lực, thể hình Cái độ bền, rồi độ độ ủi, tấn công Thì các cầu thủ chúng ta sao bằng quý vị Kỹ thuật chuyên môn có cao cỡ như Quang Hải Có lấn cũng không nổi Đó vì vậy chúng ta phải nhanh chóng làm sao nhập tịch Rafferson Để cân bằng cái đội hình đối phó với các anh chàng Cũng đang manh múng để nhập tịch như là Lào và Campuchia Ok Lào và Campuchia nói thiệt nói thẳng Đó là cho dù họ có nhập tịch đi nữa Thì nói về cái đẳng cấp á thì họ phải ít nhất mình nghĩ rằng từ hai ba năm nữa mới có thể ngang bằng với chúng ta nếu như họ đầu tư một cách bài bản cho thế hệ trẻ à, ở các cái giải của họ như là giống V-League của chúng ta thứ hai dàn cầu thủ nhập tịch à, nói về cái sự nổi trội thì chỉ có Indo nhập tịch là nổi trội hơn chúng ta còn còn Lào và Campuchia đó thì cho dù họ có nhập tịch thêm hai ba cầu thủ nữa thì mình nghĩ rằng cũng chưa thể qua mặt được Việt Nam đâu chưa thể qua mặt nhưng mà chúng ta cũng không nên chủ quan bắt buộc phải nhập tịch quý vị bắt buộc phải nhập tịch không biết là ý, ý, ý kiến của quý vị như thế nào về cái câu chuyện nhập tịch này liệu chúng ta có nên nhập tịch để mà chạy đua với các đội bóng đông nam á khác hay không hay và rồi chúng ta vẫn gọi là một cái dòng máu anh hùng dân tộc tức là chúng ta luôn luôn muốn phải có một dòng máu việt nam tức là phải nhập tịch việt kiều đừng có nhập tịch ngoại binh tại vì ngoại binh họ không có đá vì màu cờ sắc áo đâu xin thưa chưa chắc chưa chắc đâu nha Tại vì sao Chúng ta biết Một khi Raffi Sinh đã qua Việt Nam sinh sống Và anh ấy đã có nói một câu là Sau khi về hưu Anh ấy sẽ mở nhà hàng làm việc tại Việt Nam Và mình nghĩ anh này Không biết anh này có vợ chưa Chắc chắn anh này sẽ cưới vợ Việt Nam Đó Anh này sẽ cưới vợ Việt Nam Không chạy được nào hết Tại vì anh muốn sau anh sống ở Việt Nam Muốn nhập quốc tịch Khả năng anh này cũng đã biết nói tiếng Việt rồi 4 năm ở Việt Nam rồi Đâu phải ít quý vị Đó 4 năm rồi đó nha đã biết rất nhiều về Việt Nam rồi mà cái anh Tây hay là anh Nam Mỹ nào mà biết tiếng Việt rồi á thì đó không phải là người bình thường đâu sẽ biết rất nhiều những cái cái vấn đề khôn lõi ở bên trong đó vì vậy hy vọng rằng sắp tới à, bên phía cái bộ phận mà nói về chuyện nhập tịch đó à, làm sao xúc tiến để Rafa à, Sinh hoặc là những cầu thủ khác có nguyện vọng và đủ điều kiện nhập tịch thì hãy nhanh chóng nhập tịch để cái đội hình của chúng ta sắp tới đá ở aff nó sẽ là một đội hình cực mạnh tại vì sao chúng ta sẽ gặp lại indo nha mà indo họ đã nhập tịch một loạt cầu thủ coi chừng ở AFF cup chúng ta gặp indo chúng ta lại thua nữa quý vị hãy để ý đi hai cầu thủ nhập tịch của indo vừa rồi đá trong cái trận ở mỹ đình họ vượt trội hơn các cầu thủ nhập tịch khác quý vị để ý không Oraz uh, Orat Manguel và uh, Tom Haye vượt trội hơn, hơn rõ rõ ràng luôn. Rất là vượt trội. Không đùa đâu quý vị. Không khéo là là mục tiêu AFF Cup vô địch của chúng ta là là rất là nhọc nhằn á chứ không đơn giản đâu. Nếu gặp lại uh, Indo. <laughs> Rồi Philippines, Philippines thì thật sự không không đáng lo. Cái đáng lo là gì? Malaysia. Malaysia có thể tới đây họ sẽ âm thầm họ nhập tịch mà họ chưa thông báo. Lúc đó họ sẽ có những cầu thủ rất mạnh. Bởi vì họ phải chạy đua với Indo. Nếu như họ không nhập tịch họ sẽ thua Indo và thua luôn Việt Nam. Còn xin nhắc lại, nếu chúng ta không muốn nhập tịch mà mạnh thì chúng ta phải phải học cách của Thái Lan kìa. Thái Lan tại sao họ mạnh mà họ đâu có nhập tịch ai đâu quý vị. Tới bây giờ họ vẫn không nhập tịch nha. Mình không thấy cầu thủ nào bên bên Thái Lan nhập tịch hết á. Nhật Bản cũng không phải nhập tịch một uh, cầu thủ gì đó, một thủ môn gì đó quý vị nhớ không? nhưng thái lan chưa nè thái lan chưa họ mạnh đến mức độ như vậy nhưng mà sắp tới đây việt nam thái lan có nhập tịch hay không thì chúng ta chưa rõ à, đây đây bây giờ chúng ta hãy xem các vấn đề liên quan tới nhập tịch nè chúng ta kéo ở trên xuống nha chào chị mỹ mỹ chị Lucky nguyễn à, chị nguyễn thị kim ngọc ai làm tốt thì lên để tốt cho đội đúng rồi quý vị cầu thủ nào đã tốt một bây giờ chúng ta cần một tiền đạo bén khi lỡ họ ghi bàn á thì dĩ nhiên nó sẽ không có một cái cảm giác tự hào nhiều bằng cầu thủ việt nam đúng không nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới cục diện chung trong một cái xu thế mới của bóng đá hiện đại là có nhập tịch à. cho nên khi họ đã nhập tịch rồi thì chúng họ là người việt nam mà có quốc tịch việt nam họ là người việt nam mặc dù chích một cái trong máu của họ không phải là dòng máu việt nam nhưng mà về mặt quốc tịch họ là người việt nam thế thì chúng ta trần trừ gì mà không ủng hộ cho những cầu thủ này Lần này ông Hoàng Anh Tuấn bị khó rồi Vì lý do U23 châu Á cũng là vòng loại Olympic Paris Nên tất cả các đội tuyển giác gia khác dùng lực để thi đấu khác với U23 Thường Châu Anh Sơn Trần nói chính xác Cảm ơn anh Sơn Trần rất nhiều Cái điều này là mình mới vừa chợt nghĩ ra luôn Mình định nói là anh Sơn mình đọc thấy bình luận của anh U23 lần này của các đội khác Không giống với U23 ở Thường Châu nhưng mà cái điều đáng lo là U23 của Việt Nam chúng ta ở kỳ này đá ở Qatar là lép vế hơn so với U23 thời trước của ông Bác đó là điều thật sự đáng lo còn U23 Indo sắp tới đây nè họ sẽ tung ra một dàn cầu thủ nhập tịch vừa đá với đội tuyển quốc gia chúng ta xong dĩ nhiên cầu thủ nào nằm trong độ tuổi và uh, đó là một cái đội hình họ sẽ tung ra rất mạnh Uzbekistan lẫn uh, Malaysia nói thiệt Kuwait thì chúng ta không đáng lo à, Kuwait thì không không đáng lo đâu quý vị họ không phải là một cái uh, đất nước và mạnh về bóng đá và đội bóng của họ cũng 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 bình thường thôi ừ. trừ trường hợp họ lại nhập tịch thì khác à cho nên đó anh sơn trần nói là lần này ông hoàng anh tuấn khó là bởi vì u 23 châu á là vòng loại olympic à, nên tất cả các đội tuyển đều đang dồn lực à, không đùa đâu nha chào anh bảo vũ chào chị lan nguyễn Uh, chào anh hải âu chào anh lê minh phong N bạn nghĩ sao nếu để huấn luyện viên kia tê sắc lên làm huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển việt nam uh, cái đây là anh hỏi là nghĩ như thế nào đúng không uh, có 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 hai cách trả lời theo cái quan điểm của em thứ nhất là ông kia tê sắc sẽ không bao giờ lên tại vì mình nghĩ rằng ông vẫn còn một cái một cái một cái cái, cái 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 suy nghĩ về vấn đề dân tộc rất là cao, ông sẽ không muốn dẫn dắt bất kỳ một đội bóng nào đối đầu với đội bóng quốc gia thái lan, mà ông chỉ đá ở cấp độ câu lạc bộ thôi, ông chỉ muốn làm huấn luyện viên ở cấp độ câu lạc bộ. Thứ hai là ở giai đoạn này nó chưa nó chưa chín mùi để ông kia Tisak làm cái chuyện đó và chính ông thừa nhận mà chính ông và ông ông bobob thừa nhận là nếu như giả sử có làm đội tuyển à, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia việt nam thì cả ông kia Sắc và ông bobop thừa nhận là chưa đủ độ chín mùi đó cho nên chúng ta đủ hiểu còn nếu như giả sử mà trả lời theo nghĩa đen của cái câu của anh lê mông phong em nghĩ rằng kia Sắc hoàn toàn có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia việt nam chúng ta giành huy chương vàng aff cup Ông kia tay sắt có thể làm được cái điều đó Ông bô cũng có thể làm được điều đó Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ Cái mục tiêu của nền bóng đá chúng ta Mà VF đặt ra trong thời gian sắp tới là gì Mục tiêu ngắn hạn liệu có phải là đoạt huy chương vàng AFF Cup Và mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn là đi tiếp Ở những giải đấu các vòng loại World Cup tiếp theo thì có thể họ sẽ không chọn ông huấn luyện viên tạm quyền như cha tư sắc đâu hay là ông bob đâu mà họ sẽ chọn luôn một huấn luyện viên Có thời hạn hợp đồng từ 2 năm trở lên Để làm sao dẫn dắt Đội tuyển của Việt Nam Và đào tạo cái lứa cá cận U23 này Thay thế cho các cụ binh Chứ còn bây giờ từ đây tới đó Đưa ông Kita Sắc Huấn luyện viên tạ tạm quyền vô đá đó Thì giả sử chúng ta giành được chức vô địch Sau đó thì sao Các cầu thủ sẽ phải Phải chờ đợi một ông huấn luyện mới Nhưng dĩ nhiên điều đó nó Sẽ tạo một cái đà rất là tốt nếu như chúng ta giành vô địch FF Cup cuối năm nay Đó là một cái tiền đề cực kỳ tốt Nhưng theo mình suy đoán thằng rằng là VFF trong trường hợp Họ không có một huấn luyện viên nào sáng giá để chọn Thì họ mới chọn huấn luyện viên tạm quyền Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup nhưng, 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 nhưng chúng ta nên nhớ rằng Từ đây cho tới AFF Cup là tháng 11, tháng 12 Nó còn rất dài Nó còn hơn nửa năm cho nên không có lý do gì mà không tìm được huấn luyện viên Từ đây cho tới chúng ta đá Philippines và Iraq Ok nó cận rồi à, Nó cận tháng 6 rồi Có thể là không tìm được Chấp nhận Nhưng mà từ tháng 6 cho tới tháng 11 Là phải tìm ra huấn luyện viên thay thế Chợ Đình Bảo lấy toàn bộ quân Hoàng Anh Gia Lai Lúc còn à, kiếm đá với đội hình Bị ông bác bỏ quên Chắc Hoàng Anh Gia Lai thua xa Thành công là do ú, lứa U20 thôi <laughs> Kỳ này thái hơn mình gặp Iraq và Saudi Arabia mạnh đấy nói đến Thái. Tháng 4 15 đến 23 hết giải vào tiếp là 3 năm, 3 đến 5 chung kết xem đội nào mạnh. Chào chị Lan Nguyễn nhập tịch Việt Nam liệu mình có trả lương nổi không trọng tài lại. Em nghĩ rằng là trả lương chắc chắn là nổi. Trả lương nổi. Tại vì sao? Những cái cầu thủ như là Rafelson này nè. Họ về họ đá ở cấp độ câu lạc bộ mà câu lạc bộ đã trả lương nổi rồi Mình không biết mức lương là bao nhiêu Dĩ nhiên nó phải cao hơn mức lương của các cầu thủ nổi <laughs> Nhưng mà điều này là nồng Mình nghĩ là trăm ngân sách mà VFF có thể lo được Nó cao hơn một xíu Điều đó phải bắt buộc ta phải chịu thôi Nhập tịch cầu thủ nổi chất lượng tốt hơn Chân suất bén Chúng ta phải chịu thôi Vừa rồi quý vị thấy á Thủ môn Đặng Văn Lâm Có một cái kênh bên anh Tết Trần đưa tin là Thủ môn Đặng Văn Lâm Uh, ký hợp đồng với câu lạc bộ Bình Định hình như với mức lương rất cao. <laughs> mình không biết chính xác là bao nhiêu nhưng nghe nghe đồn đó là khoảng độ hình như là không biết thông tin bên đó nó đưa có chuẩn xác hay không. À, uh, thôi nói ở đây là quý vị nghe tham khảo thôi nha Còn thông tin này là mình chưa biết có chuẩn xác hay không Nghe đồn mức lương của Văn Lâm là khoảng 400 triệu một tháng <laughs> Mình nghĩ đó là quá cao luôn quý vị Đối với một 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 cầu thủ chơi cấp độ câu lạc bộ còn như Quang Hải hay là Văn Hậu gì đó là trên 100 triệu một tháng Ở câu lạc bộ công an Hà Nội Và một lần nữa thông tin này cần phải kiểm chứng lại Tại vì mình cũng nghe một kênh khác họ nói thôi Mình cũng chưa biết chính xác hay không à, Đúng rất đúng ủng hộ và xem ông Bầu Đức Ông có tầm xa và bóng trong bóng đá Chân suốt này chơi Nam Định rất bén khâu ghi bàn Và cũng muốn nhập tịch Việt Nam Đấy quý vị thấy chưa Raffison này nè mình nghĩ rằng nếu như chúng ta nhập tịch mà cầu thủ chất lượng thì cái khả năng để chúng ta mời các câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới về đá là hoàn toàn có thể xảy ra. Quý vị có nhớ mà khi ông bầu Đức ông kể ông bay qua London, ông muốn mời câu lạc bộ Arsenal về đá để mà giao hữu để mình nâng tầm. Rồi cái ông hình như ông giám đốc kỹ thuật đó ông nói chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh hãy về mở một cái học viện đào tạo bóng đá và ông bầu Đức đã nghe theo về mở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó thì các chuyên gia của bên Arsenal qua họ phối hợp để đào tạo cho nên mới tạo ra một lứa cầu thủ gọi là bài bản giống như lứa của binh vừa rồi và đó là cái thành quả mà ông bầu đức đã tạo ra và bây giờ nếu như chúng ta cũng muốn có những cầu thủ chất lượng như vậy thì cái độ đầu tư nó cũng phải ngang ngửa như vậy còn bây giờ đầu tư không đến thì làm sao có cầu thủ chất lượng đấy quý vị hình dung không ông kê sắc không dẫn dắt tạm quyền việt nam đâu vì ông ấy có nấm đội tuyển việt nam thì nấm chính thức chứ ông kê đâu phải người việt nam mà chữa cháy cho đội tuyển Việt Nam, chỉ có người Việt Nam mới chữa cháy được thôi. À, cái này hay. <laughs> Giả sử không phải là ông Kỳ Thị Sắc thì có thể là ông Phan Thanh Hùng hoặc là ông Chu Đình Nghiêm, hoặc là có thể luôn là ông Hoàng Anh Tuấn. Mình nghĩ rằng ông Hoàng Anh Tuấn luôn cũng được. Nếu như phải dẫn dắt tạm tạm quyền để đá với uh, Philippines và Iraq hai trận sắp tới thì mình nghĩ ông Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể được. Và đây là một cái cơ hội để cho ông Hoàng Anh Tuấn thử thách ở một cái cấp độ cao hơn đó là đội tuyển quốc gia mắc cười mấy đứa nói cô được quyền quán là chào uh, chị hoài nguyễn chào chị kim ngọc tuấn hải lương cao hơn quang hải ở đội công an hà nội tuấn hải lương cao hơn quang hải ồ oh, quý vị thấy không mức lương này do cũng không có chia cho mình á cho nên không chia cho phần trăm không có chia phần trăm hoa hồng cho mình mình cũng không biết không nên nhập trước khi nhập ông tây nào cũng nói hay rồi nhập rồi mới biết với lại nhập một ông thì ăn thua gì anh nguyễn hoàng Túng nói là không nên nhập ok thì à, nếu như không nhập thì như mình đã nói chúng ta phải có một cái vi lít phải ít nhất bằng với thái lít và chất lượng cầu thủ phải ngang ngửa với thái về thể lực và kỹ thuật phải ngang ngửa với thái rồi chúng ta mới nghĩ tới chuyện không nhập còn bây giờ các đội bóng đông nam á khác họ đua nhau để nhập chúng ta dậm chân tại chỗ không nhập nhưng mà chúng ta có được như Thái Lan chưa? Chúng ta được như Thái Lan đi rồi chúng ta can đảm không nhập. Điều đó người hâm mộ sẽ ủng hộ. Còn bây giờ nếu như chúng ta không nhập, chúng ta chậm trong vấn đề nhập tịch. Giả sử có 2 3 cầu thủ rất xuất sắc, họ đủ điều kiện để nhập nhưng chúng ta vẫn chần chừ. Chuyện gì xảy ra? Có thể sau đó họ thay đổi ý định họ không nhập nữa và chúng ta mất đi những tài năng rất đáng tiếc và rồi chúng ta tập trung đào tạo thế hệ cầu thủ trẻ liệu chất lượng đào tạo nó có thể bằng giống như của hoàng anh gia lai arsenal không nếu cũng không thì lý do gì để chúng ta trần trừ trừ khi chúng ta có những học viện bóng đá nó thật sự là xuất sắc chuyên nghiệp ít nhất phải ngang tầm với hoàng anh gia lai arsenal hồi đó thậm chí là nhiều hơn nữa thì đó nó giải quyết nỗi lo về chất lượng đào tạo trẻ. Thế thì chúng ta giải quyết được bài toán không nhập tịch. Còn bây giờ mình nghĩ rằng chắc chắn là phải nhập tịch. Còn thấy nếu sinh nhận quốc tịch Việt Nam thì sẽ có đội cực kỳ mạnh, đúng bạn Linh Xuân nói cực kỳ mạnh luôn quý vị. Nhưng mà một theo như anh anh gì anh anh Tuấn nói là một thì vẫn chưa đủ. Nhưng mà một này đã có thể tạo ra đột phá rồi nha. Một thôi đã tạo ra đột phá rồi nên nhưng 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 mình vẫn kỳ vọng có thêm một hậu vệ một hậu vệ thật là cứng đứng ở giữa khung thành còn thủ môn thì chúng ta khỏi lo thủ môn việt kiều nè patrick lê giang nè rồi philip nguyễn nè đặng văn lâm chúng ta còn lo gì nữa cho nên tiền vệ tiền đạo ok có bây giờ chỉ cần một ông hậu vệ một ông hậu vệ đó cầu thủ thường cũng 3 bến, 5, đến 5 30.000 đến 50.000 là trung bình. Hãy trao cho thầy bác đi nào với tầm nhìn và cách huấn luyện khi được chọn cầu thủ nhập tịch cộng cầu thủ nổi. Ngươi nghĩ Việt Nam sẽ khủng khiếp lắm đấy. Đó. Chào anh Tinh Bùi. Theo tôi từng nhập tịch cho cầu thủ châu Phi làm gì nhập tịch mà không sử dụng làm cái quái gì. Theo tôi từng nhập tịch cầu gì nhập tịch cầu châu Phi làm gì nhập tịch. Câu này em chưa hiểu lắm. Em có biết gì bóng đá đâu. À thật ra em cũng đâu biết gì bóng đá đâu quý vị. Tất cả chúng ta không phải là những chuyên gia về bóng đá, nhưng mà chúng ta mê bóng đá và thậm chí có những người đã ra đi hai ba căn nhà vì bóng đá và có những người kiếm được hai ba miếng đất cũng vì bóng đá. Nhưng mà nói một cách lạc quan tích cực đó là chúng ta quan tâm tới bóng đá của nước nhà cho nên chúng ta mới gặp nhau ở đây. Chứ ở đây đâu có ai là chuyên gia về bóng đá được cấp giấy chứng nhận của FIFA đâu. Cho nên nhiều khi cũng khó trách được rằng chúng ta không có những nhận định sâu sắc giống như một số người chuyên nghiệp. Đó đúng không ạ? À? Nhưng mà không phải là chúng ta nhận định tào lao. Nó cũng ví dụ như 10 điểm không được thì chúng ta cũng được 5 điểm. Đó, 5 điểm là là lên lớp rồi, còn hơn 4 điểm là quỳ ở lại lớp nó cũng khó coi. Ngoài thầy bác ra có lẽ thầy Ly là hợp với bóng đá Việt Nam nhất. Thầy Ly đó, thầy Ly bữa giờ có nhiều người nhắc đúng không? Nhưng mà bây giờ thầy Ly đang là... À, hồi trước là trợ lý. Bây giờ giả sử nếu thầy Ly lên. Mình nghĩ rằng... À, thầy Ly lên cũng sẽ có một lợi thế. Bởi vì ông bác còn ở đây. Ông bác Anh Sô còn ở đây. Ông Ly lên. Hai ông có thể... Gắn kết lại. Một ông làm cố vấn cho ông kia. Điều đó mình nghĩ cũng rất tốt. Rất tốt luôn nha quý vị. Nhưng cuối cùng... <laughs> mình nghĩ có một yếu tố đây là mình bây giờ chúng ta dự đoán nha bây giờ chúng ta dự đoán giống như dự đoán tỷ số mình dự đoán là vff sẽ chọn ông huấn luyện viên người nhật không biết quý vị dự đoán như thế nào tại sao mình nói là ông huấn luyện viên người nhật mình nói thẳng luôn là bởi vì có một nhà tài trợ là công ty nhật bản chúng ta có thể nói rằng nó không liên quan nhưng mình nói có liên quan có liên quan thứ hai là chúng ta muốn đi xa hơn thì chúng ta phải chọn ông huấn luyện viên người nhật bản bởi vì về tư duy chiến lược tầm nhìn tất cả mọi thứ nhật bản nền bóng đá nhật bản vượt bậc hơn nền bóng đá của hàn quốc có thể vượt hơn một điểm như vậy thì bây giờ chúng ta tìm một ông huấn luyện viên người hàn quốc thì mình nghĩ rằng nó cũng ngang ngang với thời của ông bác hang sô là cùng nhưng mà để vươn lên nữa thì rất khó vì vậy phải tìm một ông huấn luyện viên người nhật bản để làm sao nâng tầm cái bóng đá chúng ta lên sau khi ông huấn luyện viên nhật bản này đi có thể chúng ta chọn ông huấn luyện viên khác người hàn quốc ok còn bây giờ nếu chúng ta chọn ông người hàn quốc thì có thể chúng ta sẽ vô địch aff cup nhưng mà để đi xa hơn có thể sẽ rất khó sẽ rất khó thứ hai là chúng ta hiểu rằng nhà tài trợ roto mentoritum đã ký hợp đồng với VFF tài trợ liên tục trong vòng 3 năm cho nền bóng đá Việt Nam tài trợ cho đội tuyển quốc gia U22 U23 nam lẫn nữ. Thế thì thế thì lý do gì để chúng ta không chọn huấn luyện viên Nhật Bản quý vị? Bên phía Roto họ ký hợp đồng trước khi VFF chọn ra huấn luyện viên Nhật hay là Hàn Quốc. Điều đó nếu như mình là người đứng ở trên đó, mình cũng sẽ hiểu rằng Roto Mentoritum họ đã biết được trong suy nghĩ của chúng ta là chuẩn bị chọn huấn luyện viên nào. Cho nên đây là một cái một cái ưu thế để làm sao cho một bên là nhà tài trợ, một bên là huấn luyện viên Nhật Bản đi lên cùng một lúc. Nó 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 giống như một cái sức mạnh đó. Nhưng dĩ nhiên ông huấn luyện viên đó về phải tìm ra một cái dàn trợ lý nữa. Dàn trợ lý nữa. Mình nói ở đây không phải là vì có nhà tài trợ là công ty dược phẩm Nhật Bản mà chúng ta phải chọn huấn luyện viên Nhật Bản nha. Mình đang nói đây là một cái yếu tố để xem xét ưu tiên. Ưu tiên ở đây không phải là ưu tiên theo cái kiểu gọi là giống như là quen biết. Mà ưu tiên là bởi vì trước khi Roto Mentoritum họ tài trợ thì bên phía VFF nghe đồn là cũng muốn chọn ông huấn luyện viên Nhật Bản rồi. Như vậy đâu có lý do gì để chúng ta từ chối ông Nhật Bản. Đúng không ạ? cho dù Nhật Bản Hàn Quốc nói chung chọn Nhật Bản Hàn Quốc là chúng ta đều ủng hộ thôi vấn đề quan trọng là có phù hợp hay không và đưa đội tuyển trước hết là là phải giành chức vô địch AFF à, Cup kìa đã đó cái đó rồi tính tiếp nha ok cảm ơn quý vị rất là nhiều à, cho Nhật hay hàng ra đường né nhau như ông bác né ông Sinh nếu chọn Nhật thì né ông EC của Thái nên tốt nhất là ông Hoàng Anh Tuấn à đây cũng là một ý tưởng à, không nhập tịch anh hải nguyễn nói không nhập tịch đội tuyển việt nam mình sẽ chắc chắn thua các đội cùng khu vực đông nam á vì bây giờ họ cũng sẽ có chính sách nhập tịch như indo và như mọi người đã thấy indo bây giờ rõ ràng đúng chính xác anh hải nguyễn indo họ mạnh hơn thật sự rồi quý vị chứ không phải là đánh giá thấp họ đâu 90% mươi là huấn luyện viên người nhật nhưng không phải ông Sino đâu nhé à em cũng nghĩ là chắc có lẽ là không phải ông Sino tại vì trước đó ông Sino ổng dẫn dắt thái lan thì đá với ông thầy bác ông đá cũng xính rính mà gần như là thua chúng ta đó. À, vậy phải rõ mắt, à, đúng rồi, vậy là phải uh, nhỏ mắt roto được rồi quý vị. con nói ông Jason Bender Quang Vinh đang chuẩn bị nhập tịch Việt Nam. Hôm bữa giờ phải nói là báo chí tung tin đồn lên rất nhiều nào là uh, cầu thủ nhập tịch bắn tín hiệu. Bắn tín hiệu, bắn toàn là báo đưa bắn tín hiệu không à. Nhưng mà quan trọng VFF nè, họ có thấy tín hiệu đó không? Tất cả các câu lạc bộ Việt Nam Ê, thê cầu thủ nước ngoài về thi đấu rồi nhập tịch quá trời mà không chịu cho huấn luyện viên người ta chọn Thôi người ta thôi đó là ích kỷ Tôi xin làm trợ lý nhé Rồi có trợ lý Nếu chọn huấn luyện viên người Nhật thì có anh làm trợ lý rồi đây Ông huấn luyện viên Nhật Bản đi kia ra là có 68 tuổi rồi Với lại ông này sẽ phải trả lương cao hơn ông Trô Điều này chắc chắn luôn à, Một chi tiết mà chúng ta đã bàn tới đó là tuổi cao quá cũng không được Đúng ông Ishino 68 tuổi rồi quý vị Thua ông Trô Dê 1 tuổi cho nên yếu tố này cũng rất là cân nhắc nha Già quá nhiều khi cũng không được Mà trẻ quá cũng xong Mình CBS mở thì cũng không vào được Cú đá tốt trong nám sẽ biết mình ra sao Có ba đội chắc đi Nhật Hàng Tây Á còn Đông Nam Á Cho cuối mâm thôi Chào chị Úc Miễn thôi ông ơi Dần dần múa mỏ chén quá Ok không thành vấn đề Nối đội bóng Việt Nam nhập tịch Một tiền đạo một tiền vệ tấn công Một hậu vệ xuất sắc thì đội tiễn Trời ơi anh Quý Hải nói giống như trong mơ đó là đội hình trong mơ, đội hình trong mơ đó nhưng mà điều này khó diễn ra lắm. Ok, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian để chúng ta gặp nhau ở đây. Một lần nữa đó là thông tin mà mình chia sẻ với quý vị đó, thì để để cho chúng ta hiểu nhau đó, để chúng ta có một cái hợp đồng giống như là hợp đồng hôn nhân mà mà chúng ta biết trước với nhau rồi đó, để chúng ta khỏi khỏi thất vọng giống như kiểu uh, ai đó ký hợp đồng với ông toze người ta nói là ảo tưởng sức mạnh lẫn nhau thì phải chia sẻ lại quý vị một điều như thế này trước khi chúng ta kết thúc đó là mình không có đủ những thông tin nhận được từ liên đoàn bóng đá uh, hay là mình đi đến các sân bóng để lấy thông tin giống như một số anh em nhà báo khác cho nên là cái cách mình đưa tin mình uh, sẽ uh, dựa vào báo chí chính thống rất là nhiều uh, vì vậy nếu như chúng ta nghe mà nó không đủ độ phê so với các kênh khác thì đó 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 là mình chứ mình mình không thể gọi là à, lấy những cái thông tin giống như những người khác à, à, chạy đến sân bóng hoặc là có những trợ lý họ quay họ đưa gửi về cho mình thứ hai là những cái video clip đó rất dễ bị bắt bản quyền à, vì vậy nếu như một lần nữa chúng ta xem cái kênh của mình mà cái độ sâu sắc về phân tích nhận định đó nó không bằng những kênh khác thì quý vị hiểu rằng điều này là sự thật và nếu như chúng ta Muốn có nhiều khẩu vị khác nhau thì quý vị cứ ủng hộ xem kênh của mình Còn nếu chúng ta muốn có những cái nhận định nó sâu sắc, nó nhiều thông tin hơn Thì chắc chắn kênh của mình không thể nào cung cấp cho quý vị nhiều thông tin bằng những kênh khác à, Chúng ta hiểu nhau rồi nha Không có kỳ vọng quá để rồi thất vọng à, Lỡ như mình đưa thông tin phân tích nó quá dở Thì quý vị cũng hết sức thông cảm Nhưng mà mình sẽ cố gắng không đưa thông tin nó sai Ví dụ trong buổi live stream tối hôm qua Có những cái thông tin mình đưa nó chưa chuẩn xác mình ẩn cái clip đó ngay đó không vì một vài cái chục ngàn view mình tung những cái thông tin nó tầm bậy tầm bạ ừ, có thể về kiến thức chuyên môn mình không nhiều nhưng mà những thông tin nào mang cái tính chất gọi là chuẩn xác á cần phải quan trọng cần phải có tính chính xác à thì nếu như mình không biết rõ thì mình sẽ không dám khẳng định đó một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị một đêm thật là vui vẻ